khán giả đi xem có thể thay đổi liên tục, và thường thấy nó cũng là một cái màu sắc khác, nó khác với những cái bộ phim cùng ra rạp một lúc. Thì thường hy vọng rằng là năm nay sẽ không có cái bộ phim nào dẫm chân lên nhau, và mỗi bộ phim sẽ là một cái màu sắc riêng, và hy vọng khán giả là sẽ đến rạp ủng hộ cho Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy cũng như tất cả các bộ phim điện ảnh Việt Nam, để mà ủng hộ cho những người làm nghề họ sẽ có thêm nhiều động lực để mà làm ra những cái tác phẩm hay hơn nữa. Bởi vì tôi cũng là một nghệ sĩ thôi, cho nên là mình đều mong muốn tất cả các bạn diễn của mình, những ekip khác, những đồng nghiệp của mình đều phải thành công, bởi vì thành công tập thể nó là một cái đẩy lên để tất cả chúng ta đều lấy được gọi là lấy được niềm tin của khán giả, thì khán giả đến rạp với Việt Nam. Thế thì 2023 cũng sắp tới rồi ạ. Nếu mà nói một điều để là mong ước làm được điều gì trong năm mới thì chị Cát Tường sẽ nói điều gì ạ? Thật ra một năm cũ đã qua, chưa qua còn mấy ngày nữa mới qua, nó cũng rất là nhiều biến động, nó cũng rất là nhiều sóng gió, nhiều khó khăn. Đối với anh em làm nghệ thuật thì nó cũng khó khăn. Đối với tất cả mọi người thì thường biết là kinh tế nó cũng trong cái giai đoạn nó đang còn phục hồi, nó rất là khó. Thì tôi chỉ hy vọng là kết thúc năm cũ bước sang năm mới, gửi một cái lời chúc tốt đẹp đến toàn thể quý vị đang theo dõi cái buổi trò chuyện này. Năm mới được nhiều sức khỏe, bình an. Sức khỏe đối với tôi hiện tại là quan trọng nhất, và tôi nghĩ là tất cả quý vị cũng vậy. Bởi khi chúng ta có sức khỏe, chúng ta sẽ có động lực, sẽ có được cái niềm tin để làm được tất cả mọi thứ. Và chúc cho toàn thể quý vị sẽ thành công nhiều hơn nữa ở năm 2023, năm Quý Mão. Có một cái dự án gì đấy chị có thể bật mí 2023 mình sẽ thực hiện không? Thật sự thì cái điện ảnh, về dự án về điện ảnh và còn làm phim á, thì tôi vẫn chờ đợi, hy vọng với cái ra rạp lần này, tại vì đây là một bộ phim mà đã hơn 5 năm rồi tôi mới quay lại với một cái vai diễn trong điện ảnh. Hy vọng với cái sự quay trở lại lần này sẽ nhắc cho các đạo diễn nhớ đến là có một diễn viên Cát Tường. Và năm 2023 thì vừa ăn Tết xong thì tôi sẽ bắt tay vào những cái dự án chính của mình. Tôi sẽ tiếp tục dành trọn cái năm 2023 này để quay trở lại với vai trò là diễn kịch và phim ảnh, để cho mọi người nhớ rằng là Cát Tường là diễn viên. Cảm ơn chị Kim ạ. Cảm ơn chị.